Xin chào anh em, chúc bác quan tâm đến kênh Đi Qua Tình Hình nha. Hôm nay giới thiệu đến anh em 9 cây búa nhựa đinh nha anh em. Gồm rất là nhiều hãng ha. Nhưng mà đa số là của Yamaguchi với lại đầu trâu là chính nha. Ok. Rồi ở đây thì có hai cái búa thuộc loại là size nhỏ ha. Và những cái búa này thì gọi là size lớn. Thì những cây búa gỗ thì thường tầm 6 lạng để lên ha. Những cây này thì cũng vậy, tầm 6 lạng ha. Riêng cái này thì size trung thôi, tầm 5 lạng. Ok, thì tổng quan qua thì đa số những cái này thì anh em mua sử dụng sẽ rất là tốt ha, xài có thể nói là miệt mài luôn nha. Đó. Nhưng mà về độ đẹp thì chỉ có một vài cây là có thể gọi là siêu tầm được ha. Còn đa số thì anh em loại này thì anh em mua sử dụng nó giá nó rất là ok để cho anh em mua sử dụng ha. Rồi, anh em quan tâm thì anh em vui lòng xem thật kỹ nha. Đó, để anh em lựa được đúng cái món mình cần ha. Ok, giới thiệu với anh em cái cây đầu tiên này là cái cây của size nhỏ này thì mình cũng có nói nhiều lần ha. Size nhỏ này thì anh em biết là hàng, nếu mà hàng nội địa Nhật á thì rất là ít đầu trâu hoặc là Yamaguchi làm size nhỏ ha. Có nhưng mà rất là ít nha. Đa số là hàng Đài Loan, Trung Quốc ha. Mấy cái cây cái loại đó thì bây giờ mình không còn cái nào để mình giới thiệu với anh em ha. Cái size nó tầm dài tầm tầm vậy ha. Cái đầu nhựa đinh thì nó không phải làm bằng thép nha nè, nó làm bằng gang đúc ha. Thì những loại đó thì chất lượng nó không thể so với cái này được nha. Cây một cây hai này size nhỏ nhưng mà chất lượng rất là cao nha. Đó. Đầu nhựa đinh hoặc là đầu đóng đinh nó đều rất là dày dặn, ok ha. Cây này thì là 340 gram nha, nhỏ gọn nhưng mà rất là chất lượng ha. Cây này thì đợt trước có khách hẹn lấy mà lâu quá rồi ha, nên mình cũng đăng lại nha. À, cây này thì đầu nhựa đinh còn đầu đóng đinh còn đẹp ha, 170.000 đầu nhựa đinh còn vậy còn đẹp nha. À, cây này thép rất là tốt luôn nha anh em, size nhỏ ít có cây nào thép tốt như cây này ha. Rồi, ok, cây số 2 nó cũng form cũng giống như trang cây số 1 ha, nặng hơn tí, 380 gram ha, nặng hơn 40 gram. Đầu này thì đầu đóng đinh này thì cái phần gai nó không có rõ như cây số 1 ha, gai nặng cây số 1 thôi. À, phần nhổ đinh còn rất là ok. À, tay nấm thì cao su còn ok ha, giá thì rất là hợp lý để anh em mua sử dụng ha, 170 ngàn nha. Tới cây số 3 là một cây của Yamaguchi nha nè. Cây này thì tiếc cái là tay nấm nó hơi xấu ha. Nè, tay nấm nó hơi xấu. Thì giá nó tầm 1/2 giá cái tay nấm cây này đẹp hơn ha. Nè. Đầu thì em xem qua nè, đặc biệt là cái thân này ha. Còn nguyên luôn nha. Tiếc cái tay nấm thôi. Phần nhổ đinh nè. Hàng phần đóng đinh cũng vậy nha, rất là đẹp luôn ha. Logo Yamaguchi nha anh em nha. Cái này nếu anh em mua xài thì rất là ok. Phía dưới đế nó cũng có logo Yamaguchi ha. Đó. Rồi. Rất là chắc chắn nha. Chỉ có tay nấm là hơi xấu thôi ha. Giá 170 ngàn luôn nha. À, cái này nè, quên nói anh em, cái này nặng 620 gram nha. Size này sẽ lớn. Rồi, cái này là một cái đầu trâu ha. Cái đầu trâu này thì 630 gram. Cái này cũng là size lớn. Em thấy cái phần đóng đinh của nó ha, rất là lớn. Phần mặt đóng đinh còn tương đối ok ha. Cái bên đây nó hơi rõ xíu nha, còn mặt này thì đẹp. Rồi. Giá cái này là 190 ngàn nha. Đó. Cái này đẹp thì anh em biết không? Dưới 300 nha. Size này size rất là lớn, anh em thấy cái chữ đầu trâu đây luôn ha. Còn đóng đinh nè, còn nhỏ đinh nè. Hơi rõ tí nha, đó, anh em lưu ý chỗ này ha. Cán thì không được đẹp lắm nhưng mà xài còn ok. Rồi. Này anh em nên chêm tí xíu rồi nữa ha, cho nó chắc. Size lớn nha nè, giá 190 thôi ha. Đợt này thì anh em mua sử dụng giá rất là ok. Cái số 5 này cũng vậy ha, cây này mình đã mình có đăng rồi nè. Nè. Này cái này giá 200 nha. Nói chung cũng nhiều lý do anh em ha. Dạo đây thì cũng gặp một vài anh em hay khách quen có khách lạ không có ha, đặt hay thay đổi ha. Nói chung thì thường thường anh em bán hàng online biết mà, ngày nào cũng sẽ gặp, nếu mà anh em bán nhiều ngày nào cũng sẽ gặp, mà nếu nhiều thì không nói chứ ít thì cũng một hai trường hợp ha. Nhưng
anh em cũng không có khi nào nghe mình kể lể mấy vụ đó ha. Ok, thì hôm ấy thì mình đăng lại thôi, không vấn đề gì hết. Rồi, cây số 5 thì giá là 200 ngàn nha. Cây này thì size 450 gram ha, thì có nghĩa là nó nặng hơn cái cây mini kia một tí xíu thôi. Nhưng mà nó là cái cán, nó là cán của cái cây loại dài ha. Đó. Rất là thanh thoát ha, sử dụng thì rất là ok. Thép rất là tốt nha. Phần đầu đóng đinh này thì nó hơi hơi xấu xíu nữa, nhưng mà cái mặt còn ok ha. Nhựa đinh thì quá đẹp rồi. Rồi, giá 200 ngàn nha. Rất là thích hợp để anh em mua sử dụng ha. Rồi, thì cây số 6, cây này thì rất là đẹp luôn. Anh em xem phần nhựa đinh ha. Đó. Phần đóng đinh nè. Đó. Mình thấy cái viền này còn nguyên luôn là biết nó sử dụng rất là ít nha. Cái mặt đóng đinh cũng vậy, gần như là không có dấu đinh luôn ha. Còn phong này là phong của Yamaguchi ha. Nhìn là anh em thấy phong Yamaguchi rồi, rất là quen thuộc rồi. Cái này thì quá đẹp ha. Chỉ có một tí xíu ở đây thôi, đó, cũng không đáng kể ha. Đó. Logo Yamaguchi ha. Đó. Phía dưới này cũng vậy. Chung cao su chỉ có một tí xíu ở đây thôi, không ăn thua ha. Giá nó 300 ngàn nha. Rất là ok cho anh em một cây sử dụng và sưu tầm ha. Số 6 300 nha. Số 7 cũng là một cái cây Yamaguchi nha. Nè. Phần nhổ đinh nè ha. Không được 100% nhưng mà cũng còn tương đối khá ha. Cán thì nó không có làm. Cán này thì anh em nhìn là biết không phải cán zin nha. Nhưng mà gỗ này cũng là bên Nhật làm ha, cho mình không chưa có đồ cán nha. Đó. Chêm này cũng chêm Nhật ha. Cán mà cán zin của Yamaguchi hoặc là của đầu trâu thì nó sẽ có form như vậy nha. Đó. Anh em thấy cái phần đóng đinh ha, rất là hầm hố ha, coi mặt nè. Gần như không có dấu đinh luôn nha anh em. Hàng này thì hàng sử dụng rất là lâu rồi nhưng mà do thép nó rất là tốt quá. Cho nên nếu mà anh em không có làm cái kiểu như phá thì nó không có để lại dấu đinh nha. À, nếu mà anh em sử dụng qua búa lô, búa mới thị trường bây giờ thì anh em biết ha, đóng một hai cái là có dấu ngay. Cái này thì anh em sử dụng vô tư ha. Phần này nó làm rất là dày dặn nha nè. 560 g, cây số 7 giá 200 ngàn ha. Cái này cũng là một cây rất là ok cho anh em mua sử dụng ha. Đó, cán còn chắc chắn nha. Cây số 8 thì là cây của Yamaguchi ha. Cái này là bonus thêm cho một đống chữ nhật ở đây. Thì cái này là hàng thủ công thôi, đây là thợ tự khắc thôi ha. Chứ còn hàng của nó thì nó cũng không có chữ nhật nha. Đó. Cán thì còn khá đẹp anh em nha. Rất đẹp luôn nhưng mà khá nữa. Dính tí sơn không đáng kể nha. Size này size lớn ha, 620 gram. Đó, anh em thấy cái phần nó làm rất là đẹp ha. Phần đóng đinh nè. Đó. Rồi, phần nhổ đinh nè. Em thấy cái độ dày dặn của nó ha. Như vậy thì nhổ khó mà có thể hư được nó nha nè. Rồi, cây số 8 này 270 ngàn nha. Cây số 9 là một cây Yamaguchi luôn. Form nó làm khá là điệu đà ha. Cán này thì anh em nhìn thấy cũng biết được ha. Cán này không phải là cán zin của Yamaguchi nha. Đó. Nhưng mà làm gỗ cũng tương đối là ok ha. Tí xíu này nó không phải nứt nha, nhà nó bị bào lõm vô thôi. Còn rất là chắc chắn. Chêm đàng hoàng ha. Cái này thì giờ cán không zin nó không được đẹp lắm ha. Cán nó không được zin thôi. 240 ngàn nha nè. Số 9 là 240 ngàn nha. Cán mà zin tí nữa thì ok ha. Nhưng mà nó cũng làm gỗ cũng rất là chắc chắn đây. Đặc biệt là cái form nó rất là lạ nha nè. Form này rất là ít gặp ha. Đầu đóng đinh thì còn rất là ok luôn ha. Phần này thì nó bóp hơi hơi thuôn hơn so với cây kia. Nhìn nó có vẻ yếu điệu hơn ha. Cái này em bạch nó có cái độ cong của nó nha. Đó, phần nhổ đinh ha. Rồi. Ok, cây số 9 600 gram 240 ngàn nha. Đó. Cán thì không được đẹp lắm giống như cán zin nhưng mà rất là chắc chắn ha. Nay tạm thời giới thiệu đến anh em 9 cây búa nhổ đinh nha. Đó, thì anh em xem thử cây nào nó phù hợp với nhu cầu công việc hoặc là phù hợp với cái nhu cầu sưu tầm gì của mình đó, thì anh em vui lòng xem thật kỹ nha để lựa được đúng cái món mình cần đó. Ok, xin chào, cảm ơn anh em nhé.